Chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng là giám đốc của AT&T Travel and Tours phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chào tới ngồi anh Thắng. Chào anh Thái. Tuần trước thì chúng ta đang nói dở dang về Anh, Ý Lan và anh có hứa với khán giả của Người Việt TV Online là hôm nay anh sẽ trình bày tiếp về Anh, Ý Lan và đặc biệt là cái địa điểm du lịch nổi tiếng đó là Ring of Kerry. Ring of Kerry đó là một cái điểm du ngoạn rất là nổi tiếng tại Ireland. Đến với Ireland mà chúng ta không đi cái vòng gọi là Ring of the Kerry đó thì thực sự là đã là không phải đến với Ireland. Thứ nhất là về cái thắng cảnh. Trong khi chúng tôi đến với đất nước Ireland đó, thì trong cái khoảng mùa hè, trong lúc thì ở London, ở bên Paris đang có một đợt nóng tràn qua, nóng vô cùng, có thể tới 100 độ F của chúng ta, như cái độ của chúng ta, Fahrenheit của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng tôi đang ở bên Ireland, thời tiết vẫn mát và rất là dễ chịu. Tại sao? Thì có thể là biển. Biển là một phần bao quanh với cái đất nước Ireland. Và như anh biết thì ở bên miền Tây của Ireland, thì bên miền Tây của nó là biển Đại Tây Dương. Và bên Tây phải đó nó là biển Anh, Ý Lan. Và đó là những cái gió, có thể của gió biển đã giúp cho Ireland thoát được cái cơn oi bức trong cái mùa hè. Thành ra tôi thường thì để ý và lưu ý đến du khách là chúng ta nên chọn Ireland vào mùa hè hơn là đi vào những cái mùa khác. Mùa đông mùa chắc lạnh lắm. Mùa đông thì chắc chắn là lạnh. Tại vì khi mà đi vào, tôi có dịp đến với Iceland á, băng đảo đó. Iceland là băng đảo. Băng đảo và chúng tôi đến vào mùa đông và đến mùa tháng vào ngay cái giữa tháng 1 thì anh Thái biết là nó lạnh vô cùng. Thế tuy nhiên cái lạnh nó có cái nét của cái lạnh, nó có những cái không gian của cái lạnh để chúng ta có thể thưởng thức được. Thế tuy nhiên thì với điều kiện là cái thân thể của mình chịu đựng được lạnh và dĩ nhiên là mình có thích đi chơi dưới gầy ốm già nuôi như tôi chắc là chịu thua không qua được rồi. Thì biến trở lại cái vấn đề Ring of Kerry của Ireland. Ring of Kerry đây là một cái thắng cảnh hoàn toàn thiên nhiên và đây cũng là một cái khu vực gọi là nó là giống như một cái bán đảo được nhô ra khỏi của cái phía phía tây của Ireland và nó nằm về phía tây nam và đây là một cái vùng nó có một cái thành phố gọi là Killarney. Killarney là một cái thành phố rất là dễ thương và nó là cái điểm xuất phát để chúng ta đi một cái Ring of the Kerry. Đó. Thành thử nếu mà chúng ta đến với thành phố Killarney và chúng ta để sửa soạn một cái chuyến đi về Ring of the Kerry thì thế nào chúng ta phải ở đây ít nhất 2 đến 3 đêm để chúng ta mới thưởng thức được cái nét đẹp của nó, cái thơ mộng của nó. Thành phố Killarney thì phải nói thêm đó, đây là một thành phố không lớn lắm. Thực sự Ireland ngoài cái thủ phủ Dublin ra, thành phố nào của nó cũng nhỏ nhắn cả. Ngày xưa thì nó nổi tiếng về những cái gọi là những cái bay, những cái vịnh, những cái thương cảng. Nhưng mà bây giờ thì những cái thương cảng đó nó không còn hoạt động hữu hiệu giống như ngày xưa nữa. Thành thử nó chỉ còn là một cái dư vang thần thánh thôi. Nhưng mà bù lại nó trở thành những địa điểm du lịch và đồng thời thu hút văn hóa rất là lớn cho đất nước Ireland. Thưa quý vị, anh Trần Nguyên Thắng cho tôi xem một cái bản đồ. Chúng ta đây thấy là King of Kerry và ngay góc ở bên này thì có cái hình của ông Charlie Chaplin, tức là Charlo. Lem Lai đó, tức là một cái bài nhạc nổi tiếng của Charlo và cái hình này được đặt ngay tại một cái địa điểm có tên là Waterview. Waterview là trong phút chúng ta đi chơi trên cái Ring of the Kerry. Tại vì Ring of Kerry nó là một cái vòng tròn nhưng mà nó có thấy khoảng 150 cây số lượng. Thành thử chúng ta đi một vòng như vậy, chúng ta đi hết một ngày rồi. Chúng ta đi địa điểm này, chúng ta đi địa điểm nọ, chúng ta mất một ngày chơi để làm cái du ngoạn trong cái Ring of the Kerry. Và dĩ nhiên Waterview là một thành phố nhỏ. Đó là nơi mà ông Hề Sạc Lô đó, hay là Chaplin đó, đã từng đưa cả gia đình ông đến đó để mà du ngoạn vào những cái tháng gọi là mát trời ở bên đó. Đó. Thưa quý vị, nói tới Charlie Chaplin mà không nhắc tới hai câu được dịch ở tiếng Việt Nam thì cái bài Lem Lai do ông Phạm Duy ông dịch thì cũng hơi thiếu sót, cho phép tôi một tí xíu. Cái câu của Phạm Duy dịch là run rế nhỏ bé bên bụi cỏ lau mà đi mơ tình lớn ôm vầng trăng sao. Tuyệt diệu. Bây giờ trở lại. Thế anh, tôi có được xem một vài cuốn phim mà do những tài tử của Ireland đóng, nhất là phim chiến tranh đó. Thú thật là nghe được họ chắc chừng 5% thôi, bởi vì cái tiếng Anh rất khó nghe vào. Đúng. Cái âm thanh về cái ngôn ngữ thì mỗi vùng một cái phát âm khác nhau. Thành ra chúng ta cũng không thể nói được. Nhưng mà dĩ nhiên cái người ở bên Ireland họ nói theo cái kiểu. Tuy nhiên thì tôi sang đó thì cũng không đến nỗi gặp khó khăn quá như vậy.
Mình cứ đinh ninh là cái phát âm của người Ireland hoặc người Scotland hoàn toàn là mình không thể nghe được. Nhưng thực sự khi sang nơi, dĩ nhiên nếu mình gặp những về mình đi về miền quê chẳng hạn thì có thể chúng ta gặp một vài trường hợp như vậy. Nhưng mà họ nói cũng rất là dễ nghe, chứ không đến nỗi khó như chúng ta nghĩ. Và đó là điểm mà đến với Ireland thành chúng ta không có ngỡ ngàng lắm. Thực phẩm của Ireland là sao? Thức ăn? Anh có nghe tới cái uống bao giờ anh uống một ly Irish coffee chưa? Nếu anh chưa, anh phải đi một vòng Ring of the Kerry để thưởng thức cái Irish coffee. Với giá là 7 euro một ly. 7 euro tức là tương đương với khoảng thôi. $10 một ly cà phê. Và dĩ nhiên qua cái video clip chúng tôi cũng sẽ đưa quý vị đến một cái tiệm nằm trên Ring of the Kerry để chúng ta thưởng thức cái Irish coffee của cái vùng đó. Dĩ nhiên thì cá nhân tôi không uống được nhiều, cái lý do là tại vì Irish coffee trong đó có rượu. Nó có whisky trong đó. Và cái độ whisky nó dĩ nhiên thì tùy anh muốn uống đậm hay anh muốn nhẹ thì tùy anh thể nói họ cho cái lượng ít nhiều một tí. Nhưng mà trung bình đó thì tôi uống cũng không được là tại vì cái hơi rượu rất là mạnh. Nhưng mà cái đó là một trong những cái mà chúng ta phải thưởng thức trong cái chuyến đi chơi ở Ring of the Kerry. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại ngay với anh Trần Nguyên Thắng là giám đốc của AT&T Travel and Tours về chương trình đi du lịch Ireland sau ít phút thông tin thương mại. Trở lại chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Thưa anh nói là cái Ireland Coffee phải không ạ? Irish Coffee. Irish Coffee. Có một tí rượu. Nhưng mà anh lại không uống được nhiều bởi vì anh không uống rượu. Thì sau tôi đề nghị thế này, anh tách làm đôi. Anh uống cà phê, còn rượu để cho tôi uống. Nói đùa trời. Bây giờ hỏi thăm anh là mình đi tới một đất nước nào đó thì nên ăn một cái món tiêu biểu cho đất nước đó. Thì Ireland là món gì? Thực ra thì Ireland thì nó cũng giống như những món ăn của Âu Châu nhiều hơn. Và nói đến cái đặc sản riêng của nó thì tôi vẫn chưa có cảm nhận cái gì mà có quá khó khăn đối với người du khách. Nhưng mà đặc biệt thì đến đó chúng ta có thể nhìn thấy đó. Thí dụ đi một cái vòng Irish, đi một vòng Ring of Kerry đó, chúng ta thưởng thức nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như ice cream. Ice cream nơi nào cũng có nhưng mà nó đặc biệt cái gì? Nó, nhưng mà nó, ăn nó vẫn khác. Thí dụ anh dùng thưởng thức một cái ly kem hoặc là một cây kem Italy vẫn khác. Anh thưởng thức một cái ly kem của Nhật Bản vẫn khác. Anh thưởng thức một cái ly kem của Ring of Kerry vẫn khác. Và đó là một, nó có cả một cái phố nó bán ice cream cho du khách đổ xuống để mà ăn. Thành ra chúng ta thấy nó có những cái nét đặc biệt. Còn dĩ nhiên thực phẩm thì họ cũng gọi là sao, ảnh hưởng nhiều đất nước khác. Anh cũng có kiểu hot dog này, kiểu sausage này. Đó là những cái món mà chúng ta biết là bên Âu Châu thì Anh, Đức đều có cả. Dĩ nhiên trừ Pháp, cái về cái thực phẩm có lẽ gần gũi với chúng ta hơn. Anh có thể thưởng thức một cái món gọi là gan ngỗng chẳng hạn. Anh có thể thưởng thức một món escargot. Thì đó, đối với người Pháp thì có lẽ chúng ta thường gần hơn. Nhưng mà đối với người Anh thì chúng ta, với người bên Ireland chúng ta thấy nó hơi khác. Chúng ta thưởng thức cái trà nó cũng khác. Cái lối uống trà của họ cũng khác, nó ảnh hưởng với người Anh nhiều hơn. Tôi thấy về mặt y phục thì thưa quý khán giả, những người nào mà đã từng đến Âu Châu thì có thể thấy hoặc là xem cuốn phim The Longest Day, tức là cái ngày dài nhất khi mà quân đồng minh đổ bộ lên giải phóng Âu Châu ra khỏi tay của Đức Quốc xã. Có một cái đoàn quân của Ireland mặc một cái jeep không ạ? Không, cái đó là người Scotland. Chứ không phải là người Ireland? Không Ireland. Tôi nghe Land rồi tôi cứ tưởng Land nào cũng là Land. Scotland, tức là người... Có một dịp thì nó nói về cái Scotland sau. Vì trở lại Ireland... Thì nếu mà một du khách rời khỏi đất nước Ireland mà về Mỹ chẳng hạn, muốn tặng cho bạn bè vào, chưa nói thì người ta đã biết ngay rằng đây là món quà của Ireland, thì tiêu biểu là cái gì? Irish coffee. Đó là một thứ, rồi. Thành ra thì anh có thể học một cách gọi là cách pha chế như thế nào, anh về anh thưởng thức được. Và nếu là anh người thích uống rượu mà tùy dĩ như coffee thì nó là coffee rồi. Nhưng khi mà pha với rượu thì nó là một nghệ thuật. Thành thử... Tùy theo cái dạng whisky như thế nào để anh có thể thưởng thức được cái đó. Đối với tôi thì cái hình thức là Irish coffee vẫn là một cái điểm mà tôi không quên được khi tôi rời khỏi đất nước Ireland. Nếu là phụ nữ mà khi đi qua Ireland mà họ thích đi shopping chẳng hạn, thì Ireland có những cái shopping nào mà được xem như là người ta có thể mua những món mà bên Mỹ chưa chắc đã có? Áo len, áo nỉ, những đồ nỉ, đồ len. Thì như anh Thái biết đó, Vương quốc Anh cũng vậy, mà bên Ireland cũng vậy. Họ nổi tiếng về len với nỉ. Thành ra chúng ta đến đó mà nếu thực sự, tại vì ngay Hoa Kỳ chúng ta tùy theo địa thế
tùy theo cái vị trí đất nước của cái thủ đô hoặc là vị trí của cái thành phố mà chúng ta ở. Chúng ta ở Los Angeles thì chúng ta không có đến nỗi cần mặc quần áo nỉ, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta ở những nơi lạnh thì quần áo nỉ đó là một cái món mua rất là tốt ở bên Ireland cũng như là bên Vương quốc Anh. Thì đó là một trong những cái món hàng mà đặc biệt là Ireland họ nhận một vị thánh là St. Patrick, là thánh bảo hộ cho đất nước của họ. Thành ra đến với Ireland là chúng ta thế nào cũng phải đến cái nhà thờ thánh St. Patrick. Thánh mà mỗi vào cái ngày 17 tháng 3 đó, mỗi năm đều có một cái ngày lễ mặc đồ xanh đấy. Mặc đồ xanh đó. Tại sao mặc đồ xanh? Thì đó là một cái, anh đến với đất nước Ireland chỗ nào cũng màu xanh cả. Chỗ nào là anh đi anh cũng gặp màu xanh, ngay cả một cái quần áo theo design thế nào phải có dính tí màu xanh trong đó. Thì đó là một cái màu biểu tượng của đất nước Ireland rồi. Cũng như Thánh Patrick là một cái vị thánh bảo hộ cho đất nước Ireland. Và ngài đã trở thành một cái hình tượng mà chúng ta đến Ireland là chúng ta biết ngay cái điều đó thôi. Ngoài những cái thắng cảnh vừa mới nói, cà phê rồi một vài cái biểu tượng của Ireland như là áo nỉ rồi áo lạnh vân vân, thì cái điều gì mà anh thích thú nhất khi mà anh đi Ireland? Có lẽ cái một cái không gian, một cái hình dung ra một cái đất nước mà cách đây 2-3 thế kỷ mà có thể đưa cả những con người đã vượt đại dương để đi qua một cái miền tân thế giới để mà tạo ra một cái đất nước Hoa Kỳ. Thành thử chúng ta thấy nó có một cái liên hệ lạ lắm. Nói chuyện anh Thái hỏi tôi như thế nào tôi cũng không biết nói làm sao, nhưng mà tự nhiên mình cảm nhận được nhưng có một sự dính dáng gì giữa đất nước đó đối với cái đất nước Hoa Kỳ của chúng ta đang ở. Bằng cớ là chúng ta sang Ireland đó, chúng ta gặp người Hoa Kỳ rất là đông để du khách trên đó. Một năm người ta trong những thành phố mà chúng ta vừa nói Ring of Kerry hoặc là chúng ta đến Cliff of Moher đó, thì khoảng 1.6-2 triệu du khách đến đó mỗi năm, mà phần lớn là người Hoa Kỳ. Tại vì giống như là chúng ta đó, ông cố nội của họ là người Ireland, tổ tiên của họ, hoặc là ông bố hoặc là ông nội đó là người Ireland và sang đây sang thành gọi là lập nghiệp ở Hoa Kỳ thôi, họ vẫn không quên được cái gốc gác của họ, thành họ về với đất nước đó để. Nhưng mà quả thực mình bỏ cái đó qua một bên, mình chỉ là người du khách đến, tôi thấy rất xứng đáng. Dạ vâng. Thế anh chỉ còn 30 giây nữa thôi, lần chót anh đi Ireland là lúc nào và cái chuyến sắp tới mà AT&T Travel and Tours tổ chức đi Ireland? Mỗi năm chúng tôi đều có những cái chuyến đi về Ireland, đúng về đầu thu và đi vào mùa hè. Và đó là những cái mùa mà chúng tôi khuyến khích du khách đến với đất nước Ireland, Scotland, England. Đó là những thời điểm đẹp nhất để chúng ta có thể thưởng thức được những thành phố lạnh vào mùa đông. Thưa quý vị, bản nhạc hiệu của AT&T Travel and Tour là Giang hồ không bờ không bên, đẹp như cái búa ê miền. Chào tạm biệt anh Trần Minh Thắng và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.